Đầu video Kim Mai xin chào hết cả nhà. Mình chúc cả nhà mình ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, an lành. Hôm nay mình dọc bếp mình làm. Món mì xào giòn cả nhà. Mì xào giòn đồ biển, seafood đồ biển. Đó, mình mì xào thì có mực cà, tôm xào seafood đồ biển, mực, tôm, mình có cà gót, đây mình có nấm, chung cái nấm, cải, mì nè, có mì hai loại mì luôn, có mì, mì cọc bự nè, có mì đăng chiên. Mình xào thì có oyster, có nước tương, sò sắc, tương nè, mã da lươn. Mình xào giòn thì không phải thiếu bột năng nha cả nhà. Có bột năng. Mình sạt lại. Sạt nó mới ngon. Mì xào giòn thì cả nhà mua mì này cũng được. Mì đó, mình xào loại mì này. Mì này thì nó giòn, nó ngon hơn. Mà nó lẹ hơn là cái mì kia. Mì kia mì tươi á, nó chiên phải chiên nó lâu hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ớt quá. Một thịt đồ biển ăn mì Sài Gòn rồi. Rồi. Đó đi. Mình xào hồi nãy giờ cũng đã được cả nhà. Đây đây mì xào giòn của nhà mình đây. Đó, mình được mấy dĩa mì xào giòn cả nhà. Mời cả nhà. Rồi. Cùng thưởng thức về gia đình nhà Kim cho vui. Mình xào giòn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Mình chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại cả nhà video sau. Bye bye.